Xin chào tất cả quý vị khán giả, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ cái cách làm sao các bạn khôi phục lại những cái hình ảnh cũng như là các video mà các bạn đã vô tình xóa và các bạn muốn tìm lại những cái video đó trong tất cả nhiều thời gian. Mình xin giới thiệu các bạn là cách khôi phục mà khi các bạn đã cài đặt tài khoản trên máy và các bạn đã ấn sao lưu đồng bộ cũng như là các bạn lưu trữ lại trên điện thoại. Và cách thứ hai là đối với những bạn mà không cài đặt tài khoản trên máy thì mình sẽ có một cái phần mềm rất là uy tín để các bạn cài đặt phần mềm trên đó, các bạn khôi phục lại ảnh cũng như video mà các bạn muốn tìm lại trên điện thoại. Thì hôm nay với công nghệ thông tin hiện đại bây giờ thì những cái smartphone nó rất nhiều tính năng, thì mình giới thiệu cách đơn giản nhất của lúc đầu các bạn vô tình xóa tin nhắn cũng như là ảnh hoặc là video trong thời gian mà khoảng độ trong một tháng. Thì các bạn đầu tiên là mình xin chia sẻ luôn nhé. Các bạn ví dụ các bạn chọn, các bạn tìm đến cái bộ sưu tập ảnh trong cái file ảnh của trong điện thoại các bạn đó nhá, thì các bạn ấn vào cái gạch ba, dấu ba gạch dưới này. Bạn hãy ấn vào dấu ba gạch dưới này. Đây nhá. Đó. Thì nó sẽ hiện lên một cái cài đặt cho các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Thì đầu tiên các bạn ấn vào cài đặt này. Bạn hãy ấn vào cài đặt này. Đó, nó hiện lên đây. Các bạn để ý nhá. Bạn để ý đây. Trong một cái thùng rác, các bạn ấn mở cái cài đặt này ra là giữ các ảnh và video đã xóa trong vòng 30 ngày. Còn nếu như bạn nào không muốn giữ 3 ngày, bạn có thể tắt ngay đi thì nó xóa luôn. Thế bạn giữ ảnh thì trong 30 ngày lúc nào bạn phục hồi cũng được nhá, sau bạn cài đặt này. Sau đó các bạn mở cái tiếp tục mở cái và gạch thì bạn vào chỗ thùng rác này nhé, bạn ấn vào đây này. Đó, nó hiện lên tất cả các loại ảnh đây các bạn nhé. Thì các bạn có thể là làm sao các bạn khôi phục lại được, thì các bạn cứ ấn giữ này là nó sẽ hiện lên cái chữ khôi phục ở dưới này. Đó, bạn thấy chưa, có chữ khôi phục đây nhá. Thế còn bạn muốn khôi phục tất cả thì các bạn ấn đây cái là nó sẽ chọn tất cả luôn, các bạn muốn chọn nhiều. Đó là cái khôi phục trong cái nó gọi trong cái thùng rác của các bạn. Thế còn nếu như các bạn làm trống luôn ngay từ lúc đầu, ví dụ cái này các bạn làm trống luôn thôi thì nó đã xóa, các bạn không có cách nào khôi phục trong vòng 30 ngày nếu các bạn ấn đây nhé. Đó, thì các bạn phải dùng phần mềm và dùng VLDriver là lưu trữ trên đám mây thì các bạn mới khôi phục được nhé. Thì các bạn đấy, các bạn sẽ 276 mục sẽ xóa vĩnh viễn này nếu như các bạn ấn vào chỗ làm trống này. Đó, đó là cái trường hợp nhất. Cách thứ hai là các bạn vào cái tài khoản nhé. Bình thường các bạn đã cài đặt cái tài khoản trên máy này nhé, thì các bạn ấn vào cái tài khoản nó sẽ lưu đồng bộ đây này. Đó, tài khoản lưu đồng bộ này nha, các bạn nhìn chưa, trong đây nó có sao lưu hàng ngày này. Thì thường xuyên các bạn lên bật cái tính năng sao lưu của nó lên, nó sao lưu nhật ký này, tin nhắn, danh bạ này, lịch đồng hồ này rất là nhiều nha. Thì các bạn ứng các ứng dụng đây thì các bạn hãy bật mở nó lên thì nó sẽ sao lưu và nó lưu trữ trên máy của các bạn, các bạn nhé. Hai nữa là các bạn vào chữ khôi phục dữ liệu, khi bạn muốn, bạn mất rồi, bạn muốn khôi phục dữ liệu này, bạn ấn vào khôi phục dữ liệu này. Đó, đây cái điện thoại của mình đây, 270 nhé, bạn mở ra nhé. Thì trong đó này nó có những cái dữ liệu, bạn nhật ký cuộc gọi này, 1.656 cuộc gọi này, tin nhắn này, danh bạ này. Đó, các bạn thấy chưa, tin nhắn, danh bạ nhé. Thì trong đó có nhật ký cuộc gọi nhé, thì các bạn để sao lưu được, lưu quay trở lại được tất cả những cái này. Các bạn ấn đồng bộ thì nó sẽ về và ấn khôi phục này, những khôi phục ở dưới này các bạn nhé. Thì các bạn ấn khôi phục này này, thì mỗi lần các bạn xóa muốn khôi phục thì nó sẽ trở về máy của các bạn. Đó, thì trong kể cả trong cái Google này cũng thế, các bạn muốn khôi phục trong Google thì nó có chữ khôi phục đây nhé. Đây, khôi phục đây. Đấy, khôi phục, thiết lập khôi phục này. Bạn ấn thẳng vào chữ khôi phục này thì nó ra khôi phục tất cả những cái, ví dụ trong danh bạ các bạn khôi phục này. Đấy, trên Google nhé. Thế còn bây giờ các bạn lấy lại ảnh video một cái cách nữa, các bạn vào trong cốc này, vào cốc này, bạn mở lên thì cái tài khoản bạn đã đăng nhập vào đây rồi nhé. Sau đó là đây này, cái tài khoản mình nhé, thì các bạn đây tài khoản này hiện tại là cốc đang trên máy, thì lúc nào nó cũng đăng nhập vào sao lưu trên này các bạn. Ấn vào cốc, kể cả các bạn dùng máy tính các bạn đăng nhập tài khoản này các bạn lấy về được nhé. Thế các bạn ấn vào cái
đây chỗ này nhá, thì đây trong đó nó có cái ảnh này, các bạn nhìn cái ảnh này nhá, bạn mở ra này thì trong đây nó sẽ lưu trữ tất cả các ảnh trên điện thoại của các bạn đó, các bạn muốn lấy cái gì về lấy nhá. Đây đó, các bạn thấy chưa, đó rất là nhiều các bạn nhá, các bạn lấy về. Đó là cái cách lấy ảnh nhá. Còn hai nữa là tài liệu, tất cả tài liệu các bạn nhìn thấy chưa, đó các tài liệu bạn để lưu trữ về, bạn lấy về nhé. Đó các bạn để ý nhé, trong đây nó có rất nhiều các tài liệu của các bạn phải lấy về thoải mái. Đây nó có cả danh bạ này các bạn này, đấy các bạn nhé. Đó các bạn, đấy là cái cách lấy ảnh các bạn về. Thế còn lấy cả video và ảnh thì các bạn hãy vào đây nhé. Đầu tiên các bạn vào set play này, đầu tiên các bạn vào set play nhé, set play này, xong các bạn gõ từ, đầu tiên các bạn gõ chữ E này, set đây này, nó ra cái này nhé, nó chính là cái phần mềm gọi là Elsmode Server Photo Context. Thì cái này nó là phụ thuộc toàn bộ những cái tin nhắn, danh bạ, video và hình ảnh. Cái phần mềm này nó rất là uy tín các bạn nhé. Đây phần mềm của nó đây. Đó. Thì bạn nhìn thấy chữ này nhé, bạn ấn cài đặt, các bạn tải về này. Nó chỉ có 6.4 MB, nó rất là nhanh, nó rất là nhẹ trên máy, không mất nhiều thời gian cả, và nó cài đặt nó không rất khó. Các bạn tự cài đặt nó không đòi hỏi cái quyền gì cả. Nếu như trong máy các bạn mà nó đòi hỏi quyền cấp cho quyền ứng dụng, truy cập với cả ứng dụng, thì các bạn nên cấp quyền cho nó nhé, thì nó mới phục vụ được cho các bạn nhé. Đó các bạn mở lên này, ấn mở lên này, các bạn ấn cho phép nhé, nó cho phép truy cập vào ảnh và nội dung nghe nhìn trên thiết bị của bạn này, bấm cho phép này. Đó chúng ta ấn AG này, đó các bạn nhìn thấy chưa, nó phục vụ này, ảnh video này, tin nhắn này, context kia là danh bạ này, đấy cuộc gọi này, call log này, đấy SD này, SD card này, hay là WhatsApp, đây là cái, đây chính là cái cuộc gọi của bên thiết kế. Bây giờ các bạn khôi phục cái photo video, đây chính là cái photo ảnh của các bạn nhé. Đấy các bạn ấn vào file thì nó sẽ cập nhật lên tất cả các hình ảnh của các bạn, đây cả video đây, có rất là nhiều các bạn nhé. Đây các bạn thấy chưa, đấy. Thế còn nếu như video, các bạn ấn sang bên video này, toàn bộ video này nó đã cập nhật, và các bạn muốn tải cái gì trên điện thoại mà các bạn truy cập bạn mất, thì trong đây nó đã lưu trữ toàn bộ, nó đang chạy này các bạn nhìn chưa. Đó cái video này có bao nhiêu video trước này tôi đã xóa, thì nó sẽ bắt đầu nó truy cập và nó quét, nó sẽ sao lưu lại trên cái phần mềm này nhé. Các bạn nhìn nhé, đang chạy 1.200 bao nhiêu vạn này các bạn nhé, bao nhiêu file đó là file video các bạn nhé. Các bạn chờ là chạy đủ 100% nó sẽ tổng hợp được. Đó ok, 25.871 video mình đã xóa nhé các bạn, từ trước này trên thiết bị này 25.871 cái, các bạn thấy chưa, rất là khủng đấy. Các bạn muốn lấy nào lấy, nó có thời gian ở dưới này các bạn nhé. Đây 20 tháng 1 2010 mới xóa này, mình xóa nhé, thì các bạn muốn lấy cái nào lấy về nhé. Ví dụ các bạn muốn lấy thì các bạn ấn giữ đây này, đó nó hiện lên dấu sao này nhé, các bạn ấn recover đây nhé, à nó có chữ key 1 rồi, ấn tải xuống, hay recover đây chính là muốn để tải xuống nhé. Các bạn ấn phát đấy, coi như nó đã về nhé, các bạn thấy chưa, thấy coi như đã về máy, nó rất đơn giản. 25.871 video của mình đó, các bạn thấy chưa, phần mềm này chính là phần mềm trả phí các bạn nhé, mềm mất tiền, nhưng đối với ảnh ở video này thì các bạn không mất tiền, đối với phần mềm trong cái này thì các bạn hoàn toàn không mất tiền nhé. Đây và trong cái NVS này các bạn sẽ không mất tiền nhé, nhưng nếu như các bạn ấn context này đấy vào cái danh bạ nhé, thì phần mềm này nó, nếu đối với cái này thì mỗi lần mình sao lưu tải cái danh bạ này về, có nghĩa là các bạn mất tiền thì nó mới cho làm nhé, nó sẽ tính phí từng mỗi một lần một. Còn nếu như các bạn mua cái phần mềm trong một năm thì nó vào 140 các bạn nhé.
có 910 cái danh bạ của mình. Đó, các bạn nhé. Đây danh bạ đây các bạn nhé. À, đó. Ví dụ mình muốn tải một cái về, trước đây mình đã xóa, mình gắn Rover này. Đó thì đây nó bắt các bạn phải mua nhé. Các bạn phải mua cái này, nó trả phí. Và những cái gì đã mất tiền thì nó đều có giá trị của nó các bạn nhé. Đây cái này phần mềm này của nước ngoài thì 136.000. Đó các bạn nhé, 136.000. Thì cái này bạn dùng có là 1 năm các bạn nhé. Bạn dùng thoải mái. Đây, đó. Đây cái phần mềm này, phần mềm trả phí 100. Đây, nếu như các bạn nó có chữ khuyến mãi thì nó giảm được còn 118.000. Đó các bạn nhé, còn 118.000, giảm được 18.000. Đó thì hôm nay mình xin chia sẻ cái cách để các bạn khôi phục lại những cái ảnh video, và mình cách đơn giản nhất ở trên điện thoại của các bạn. Thứ hai nữa là các bạn nên cài đặt luôn trong điện thoại các bạn khôi phục dữ liệu trong vòng 30 ngày nhé. Nếu các bạn không bật nó lên thì các bạn mai sau nó sẽ rất là khó lấy lại. Hai, các bạn dùng phần mềm, mà dùng phần mềm các bạn nên nghiên cứu phần mềm nào nó uy tín các bạn cài trên máy, nếu không thì các bạn sẽ mất một số thông tin quan trọng trong bí mật trong điện thoại, và có nhiều phần mềm nó sẽ cài đặt để nó đánh cắp những cái thông tin của các bạn nhé. Nên các bạn nghiên cứu cái phần mềm nào thực sự nó là uy tín các bạn hãy dùng nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ cái cách lấy lại đấy, thì các bạn thấy hay, video hữu ích thì hãy để lại lời nhắn dưới bình luận, cũng như là những cái ý kiến mà các bạn thấy là cần phát triển trong thời gian tới đối với những vấn đề các bạn gặp lại, các bạn cho ý kiến bình luận dưới video của mình nhé. Mình cũng sẽ suy nghĩ cách để chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục nhận được những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.